Người ta cứ bảo giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Song thực tế nhiều lúc giặc Ngô lại thân thiết niềm nở tới em dâu như chị em gái. Giống như câu chuyện thế hệ đây được một cô gái chia sẻ lên mạng xã hội là một ví dụ cho chị em thấy chị em chồng thật sự không hề đáng kinh hãi như mọi người vẫn tưởng tượng. Cô gái úy kể, chẳng biết có ai giống như em, lấy chồng kết thúc thân với chị chồng như chị em gái. Có những chuyện nhiều lúc không muốn cho chồng biết, nhưng chị chồng thì kiểu gì em cũng tìm đến để kêu than, dốc bầu tâm sự. Nhà chồng em chỉ có hai chị em, lão nhà em là út, chị chồng đã lập gia đình cách đây 3 năm. Chị úy mua nhà gần nhà ngoại nên một tuần cũng đôi ba lần lượn về thăm nhà được. Cái ngày thế hệ cưới, em cũng ít thì thầm với chị úy lắm, vì nói thật nhìn ghi tượng chị chồng em có vẻ hơi khó tính, mặt lúc nào cũng rét mướt như tiền, ít cười cợt đùa lắm. Thành thử thế hệ về làm dâu, nhìn chị em cũng hãi. Bài chia sẻ của cô gái đang thú vị sự niềm nở của cộng đồng mạng. Chị úy là dân buôn bán, đanh đá thì khỏi bàn. Vì chứ chỉ cần làm sai ý bà úy là kiểu gì bà úy cũng nhảy dựng mắng té tát, không cần nể nang ai. Song tiếp xúc nhiều em lại thấy chị úy khá tình cảm. Chính xác thì chị úy là người sống nội tâm, ít để lộ cảm xúc. Mấy lần chị úy bảo em, cùng là phận thanh nữ đi làm dâu nên chị coi em như em gái. Có gì cứ tâm sự với chị, lo được cho các em việc gì, chị sẽ cố hết sức. Mà chị úy nói là làm, chứ không phải diện chót lưỡi đầu môi nói cho quý phái miệng gì đâu. Còn nhớ ngày em đẻ, mẹ chồng già yếu ớt không chăm em được, đêm nào chị úy cũng quý phái bế con cho em ngủ, ngày thì nấu cháo chim cháo gà tẩm xẻ cho em dâu. Người ngoài tới chơi còn tưởng chị úy là chị gái ruột của em úy chứ. Thích nhất là chị úy không bao giờ bên em trai. Vợ chồng em cãi nhau, chưa biết đúng sai thế nào, bao giờ chị úy cũng dập trật tự lão đầu tiên. Song hơn tháng trước, em phát hiện lão có bồ. Đêm úy nằm bên em, lão dám nhắn tin chắc chít với con ranh đó. Em dế được làm ừm. Nản quá, hôm sau chị chồng quý phái chơi, em vừa khóc vừa kể lại. Vậy là chị úy bảo em, cái thằng giặc dời này sao đần độn thế không biết. Mợ đừng nghĩ ngợi nhiều ốm ra chỉ khổ mình khổ con. Con nói đã có chị xử. Em cứ lặng yên đừng làm ừm ỉ lên nhé. Từ bé xíu tới giờ lão nhà em kinh hãi chị gái lắm, lời mơ ăn chửi của chị ngay nên cứ nhắc tới chị gái là lão phải dè chừng mấy phần. Nửa tháng trôi qua không thấy gì. Cho đến chiều qua, đang lừa con ngủ thì em nhận được tin nhắn của chị chồng. Đọc tin nhắn em trố mắt, nay chị túm được tại trận rồi. Đảm bảo từ giờ có các dàn thằng nam cũng không dám bồ bịch nữa. Sau tin nhắn, chị gửi cho em loạt ảnh chị chụp cảnh lão với con kia ngồi cúm núm. Con kia cũng có gia đình rồi, chị úy dọa nếu còn dế dẫn gia giảng đi lại với lão chồng em, chị sẽ gửi mấy bức hình chị chụp được cho gia đình nhà chồng của nó. Lúc úy cho cả hai chết chung với nhau luôn. Kể cả em trai mà sống lỗi chị cũng sẽ thả để người ngoài đánh cho chừa. Ảnh minh họa. Tối qua chị úy quý phái nhà, tay bế cháu, miệng thuật lại chuyện cho em nghe, mắt vẫn liếc quý phái lườm em trai. Thi thoảng lại nghiến răng rít, mày mà còn để chị cầm gặp gỡ cảnh đó một lần nữa thì đừng có trách. Ngu thì đần độn nó vừa thôi, hiền thê hiền lành con ngoan không muốn, cứ đâm đâu vào chỗ chết. Lão ngồi góc giường cắm dám qua nghe, nghĩ mà thấy vừa cảm động vừa nể bà chị chồng của em quá. Về phần lão, đương nhiên em vẫn cay lắm. Từ qua tới giờ em tống quý phái phòng bên nằm, em nói rõ rệt tạm thời ly thân, không sửa đổi hối lỗi em sẽ ly hôn không yêu mến tiếc. Câu chuyện của cô em dâu này nhận được khá nhiều bình luận. Hầu hết mọi người đều chúc mừng cô may mắn có được người chị chồng tâm lý, biết yêu mến em dâu như thế. Coi như đó là sự bù đắp của cuộc sống dành cho cô. Đặc biệt nhiều người lại bảo, đấy dù là mẹ chồng hay chị em nhà chồng thì cũng có người tốt người xấu, người hiền lành người ghê gớm, không thể vì một số cá nhân mà đánh đồng rằng cứ là chị em chồng đều đáng kinh hãi hết nhé mọi người.